Chào mọi người. Hôm nay gia đình của Kỳ Duyên Cơm Chay của mình sẽ làm một bữa đám giỗ đơn giản, rất là gọn, nhỏ, đơn sơ thôi, vài mâm trở lại. Thì tất cả những cái khâu chuẩn bị mình đã làm hết rồi, thì bây giờ tới chuẩn bị mình sẽ cắm một cái đợt bông. Mình sẽ cắm bông nha mọi người. Đây là bông mình đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi nè. Ở đây mình có ly, cát tường, sa lem, bông cúc, đủ loại rồi. Thì ở đây là mình đã chuẩn bị bốn hai cái dĩa và hai cái ly, ba cái dĩa chúng ta sẽ cắm. Khi mình cắm bông á thì mình sẽ chuẩn bị sẵn hết trơn mọi thứ và cắm rất là nhanh và gọn lẹ, không có mất nhiều thời gian. Đây là bông cúc màu vàng. Cách mình cắm bông rất là đơn giản, gọn lẹ và đẹp, không có cần phải gườm gà gì hết. Mình sẽ làm rất là nhanh bởi vì thì mình chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, thì mình cắm trong vòng khoảng chừng 15-20 phút là nó sẽ xong, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian. Cái này là sa lem nghe mọi người. Mình đã sáng kiến để mà mình cắm bông, mình không cần phải học ai hết, mình sẽ cắm theo cái sở thích của mình. Bởi vì đây là quế Đà Lạt nha mọi người. Đây là sa lem. Đây là cúc. Ngồi cắt cọng bông mà ngắm nè, mình làm rất là nhanh, gọn lẹ, rất là đẹp, không cần phải gườm gà. Thì đây là một cái chậu bông là rất là đơn giản, mình sẽ cắm. Rồi xong, mình đã cắm xong một cái chậu bông, dễ thương không? Thank you.
rất là nhanh và gọn lẹ, không cần phải mất nhiều thời gian gì hết. Cái thời gian mà cấm công của mình đó, mình tranh thủ mình làm nên cho nó nhanh gọn lẹ, nhưng mà cũng không có thơ, không có xấu tệ gì hết. Mình sẽ làm một bữa cấm công rất là nhanh, đơn giản nhưng mà rất là nhanh. Được không Mập? Chồng làm được chưa? Có bữa khát nước chạy ra mới xin nước uống. Bữa nào thì không có trời nắng, không có khát, không có ra. Bữa thì chưa chạy ra. Riêng à, mình làm cái ca bát thì chua nhất chết. Cái gì mà chua vậy trời?
tuần, sẽ xuống quăng cục nước luôn hả? Sẽ chừng được một tuần lễ đúng. Là quăng cục nước luôn hả? Ừ. Vậy đó. Nước nó mắc hả ghẻ? 15.000. Xong. Hết xong cái đó là 15.000 hả? Ừ. Hay là 2 cục? Vậy đó có bao nhiêu đó? 15.000 đó. Rồi, mình đã xong một bình bông nữa, dễ thương không mọi người? Rất là đáng yêu. Đây là cái chậu bông cuối cùng. Ăn chay niệm Phật đừng mà giảm phước giảm nghiệp ở trong đời của mình, chứ không phải ăn chay niệm Phật đừng được lên đỉnh thôn cây hâu gì đâu. Nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đã tạo tác quá nhiều rồi. Đen trời dữ rồi.
Rồi xong. Như vậy là mình đã hoàn tất một cái những cái bông đám giỗ của gia đình mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Rồi mọi người cũng sẽ làm cùng với mình nha. Rất là đơn giản, gọn lẹ và dễ thương. Cũng không có đắt tiền gì cho lắm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đệ từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng làm với mình nha. Tạm biệt. Xong. Bông của mình rất là dễ thương. Đúng không mọi người? Cái chân bông sau cùng hết, còn lại mình mót lại rồi cái mình để vào trong một cái ly nhỏ rất là gọn dễ thương. Mình không có bỏ. Rồi mình gom góp những cái bông mình cắt sẵn còn dụng lại đó, bắt đầu mình làm vô một cái ly. Dễ thương không? Mọi người thấy?